Herzlich willkommen zum Deutschkurs. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học tiếng Đức online của Trung tâm Ngoại ngữ Amanda Hải Phòng. Trong buổi học ngày hôm nay, cô sẽ giới thiệu đến các bạn bài tiếp theo của giáo trình tiếng Đức Studio 21A1, đó chính là bài Sprache im Kurs. Chúng ta hãy cùng bắt đầu bài học ngay nhé. Mở đầu bài học, chúng ta sẽ học về một khái niệm mới, đó là mạo từ. Mạo từ trong tiếng Đức người ta đọc là Artikel. Vậy ý nghĩa của mạo từ là gì? Thông qua mạo từ chúng ta sẽ biết được điều gì? Thì bây giờ cô sẽ giới thiệu đến các bạn. Mạo từ là những từ sẽ đi kèm với danh từ. Và thông qua mạo từ chúng ta sẽ biết được ba ý nghĩa như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ biết được giống của danh từ. Ý nghĩa thứ hai chúng ta sẽ biết được danh từ này đang ở số ít hay là ở số nhiều. Và ý nghĩa cuối cùng chúng ta sẽ biết được danh từ này đang ở cách mấy. Chúng ta sẽ có cách 1, đó là chủ ngữ cách. Cách 2, sở hữu cách. Cách 3, tân ngữ. Gián tiếp. Hoặc là cách 4, tân ngữ trực tiếp. Bốn cách này chúng ta sẽ được lần lượt tìm hiểu trong quá trình học giáo trình tiếng Đức Studio. Tuy nhiên trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chỉ quan tâm đến chủ ngữ cách, tức là cách 1. Bây giờ cô sẽ đi sâu vào hướng dẫn các bạn về giống của danh từ cũng như danh từ số ít hay số nhiều nhé. Danh từ trong tiếng Đức sẽ được chia làm 3 loại, đó là giống đực, giống cái và giống chung. Trên bảng cô đã ghi lần lượt các danh từ giống đực, giống cái và giống chung. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu danh từ nhé. Thường thì danh từ chia theo giống đực, giống cái hay là giống chung thì nó sẽ không theo một quy tắc nào hết. Và rất tiếc là các bạn sẽ phải tự học thuộc. Tuy nhiên sẽ có một số ngoại lệ như sau. Những danh từ có đuôi sau thì sẽ là giống đực. Giống đực người ta gọi là masculinum, ký hiệu bằng chữ M, tức là viết tắt bằng chữ M, chữ cái đầu tiên của từ masculinum. Và mạo từ đi kèm giống đực sẽ là de. Những danh từ có đuôi sau thì sẽ là giống đực, ví dụ đuôi ant. Chúng ta có der Praktikant, đuôi ant, ví dụ der Student. Đuôi ich, ví dụ der Teppich. Đuôi ismus, ví dụ der Organismus. Đuôi ist, ví dụ der Polizist. Đuôi ast, ví dụ der Kontrast. Đuôi linh, ví dụ der Zwilling. Ngoài ra thì các tháng trong tiếng Đức chúng ta cũng sẽ để ở dạng giống đực, tức là đều là đi với mạo từ der, ví dụ như là der Juni. Các thứ trong tiếng Đức cũng sẽ là giống đực, ví dụ der Montag. Các mùa trong tiếng Đức cũng sẽ là giống đực, ví dụ der Sommer. Các hướng trong tiếng Đức cũng sẽ là giống đực, ví dụ như der Norden. Đa số các hiện tượng thời tiết, ví dụ der Wind, và những danh từ chỉ nghề nghiệp là nam, ví dụ der Koch. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với danh từ là giống cái. Giống cái trong tiếng Đức người ta đọc là Femininum, ký hiệu bằng chữ F, tức là lấy chữ cái đầu tiên của chữ Femininum. Và mạo từ thể hiện từ này đang là giống cái, chúng ta có mạo từ đi. Và những danh từ có đuôi như sau thì nó sẽ là giống cái, ví dụ như đuôi height đi Krankheit, đuôi kite đi Wirklichkeit,
đuôi Shaft, đi Front Shaft, đuôi Ung, đi Kleidung, đuôi Y, ví dụ đi Allergie, đuôi Ans, ví dụ đi Dominance, đuôi Ens, ví dụ đi Potens. Và ngoài ra là đa số các loại cây trong tiếng Đức cũng sẽ là giống đi, ví dụ đi Tanner. Đa số các loại hoa trong tiếng Đức cũng sẽ là giống đi, ví dụ đi Rose. Và các danh từ chỉ nghề nghiệp là nữ, ví dụ đi Sekretärin. Tiếp theo sẽ là những danh từ giống chung trong tiếng Đức thì người ta đọc là Neutrum, ký hiệu bằng chữ N, tức là chữ cái đầu tiên của từ Neutrum. Và mạo từ thể hiện từ này là giống chung, đó là mạo từ Das. Rồi những danh từ có đuôi như sau thì sẽ là giống chung. Đuôi Ment, ví dụ Das Document, to Der Moment. Rồi tiếp theo, đuôi Das Studium, đuôi Thum, Das Präteritum, đuôi Chen, ví dụ Das Gretchen, đuôi Ma, ví dụ Das Thema, đuôi ví dụ Das Rhythm, đuôi Nis, ví dụ Das Erkenntnis, trừ Die Erlaubnis. Ngoài ra những danh từ có nguyên mẫu là động từ thì cũng sẽ là giống chung, ví dụ động từ Essen chuyển sang danh từ sẽ thành Das Essen. Những tính từ hóa danh từ, ví dụ tính từ Kut chuyển sang danh từ sẽ là Das Kutter. Và đa số các nguyên tố hóa học, ví dụ Das Eisen. Và như các bạn đã quan sát thấy thì danh từ trong tiếng Đức bắt buộc chúng ta sẽ viết hoa chữ cái đầu tiên. Dù nó đứng đầu, đứng giữa hay đứng cuối câu thì chúng ta đều sẽ phải viết hoa chữ cái đầu tiên nhé. Vì sẽ có những trường hợp nếu chúng ta không viết hoa thì nó sẽ mang một ý nghĩa khác, nó có thể mang nghĩa của một cái tính từ khác hoặc là một cái động từ khác. Thế nên là chúng ta sẽ phải viết hoa chữ cái đầu tiên của danh từ để phân biệt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đọc lại một lượt những cái danh từ trên bảng nhé. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ đọc lại những danh từ giống đực. Những cái đuôi của danh từ sẽ là giống đực. Ant, der Praktikant. Ant, der Student. Ich, der Teppich. Ismus, der Organismus. Ist, der Polizist. Ast, der Kontrast. Linh, der Zwilling. Các tháng, ví dụ như der Juni, thứ, der Montag, mùa, der Sommer, hướng, der Norden. Và đa số các hiện tượng thời tiết như là der Wind, danh từ chỉ nghề nghiệp là nam, der Koch. Tiếp đến là giống cái, Femininum. Đuôi Heid, ví dụ đi Krankheit. Đuôi Kite, ví dụ đi Wirklichkeit. Đuôi Shaft, ví dụ đi Freundschaft. Đuôi Ung, ví dụ đi Kleidung. Đuôi Y, ví dụ đi Allergie. Đuôi Ans, ví dụ đi Dominance. Đuôi Ens, ví dụ đi Potens. Đa số cây, ví dụ đi Tanner. Đa số hoa, ví dụ đi Rose. Danh từ nghề nghiệp là nữ, ví dụ đi Sekretärin. Cuối cùng là giống chung, Neutrum. Đuôi Ment, ví dụ Das Document, trừ Der Moment. Đuôi ví dụ Das Studium. Đuôi Thum, ví dụ Das Präteritum. Đuôi Chen, ví dụ Das Gretchen. Đuôi Ma, ví dụ Das Thema. Đuôi ví dụ Das Rhythm. Đuôi Nis, ví dụ Das Erkenntnis, trừ Die Erlaubnis. Danh từ có nguyên mẫu là động từ Essen, Das Essen. Tính từ hóa danh từ Kut, Das Kutter. Đa số các nguyên tố hóa học Das Eisen. Rồi, và bây giờ cô muốn nói thêm một chút về cách để chúng ta có thể nhớ giống của danh từ. Thường thì khi chúng ta học một danh từ thì bắt buộc các bạn sẽ phải học đi kèm với nó sẽ là giống luôn. Các bạn đừng nên tách học để giống lại sau chúng ta học.
chúng ta sẽ bắt buộc là học đồng thời vừa học danh từ vừa học giống cũng như là ý nghĩa của nó luôn nhé. Có một cách cô muốn chia sẻ đó là cô sẽ thường là chia thành 3 cột và cô sẽ ghi tất cả những danh từ giống đực một cột, giống cái một cột và giống chung một cột. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng những cái bút màu hoặc bút nhớ. Mỗi một giống của danh từ thì chúng ta sẽ sử dụng một màu riêng. Ví dụ giống đe là màu xanh da trời, giống đi màu đỏ, giống das màu tím. Việc sử dụng màu sắc thì sẽ giúp chúng ta ghi nhớ tốt hơn đấy. Ngoài ra có một cách học từ vựng nói chung mà rất nhiều người đang sử dụng, đó chính là chúng ta với mỗi từ vựng chúng ta sẽ viết đi viết lại nhiều lần, khoảng từ 2 đến 3 dòng. Nhưng mà có một lưu ý nhỏ là các bạn nên vừa đọc vừa viết. Việc vừa đọc vừa viết thì sẽ giúp chúng ta, bên cạnh chúng ta viết đúng cái từ đấy thì chúng ta cũng sẽ phát âm tốt hơn. Nếu chúng ta chỉ viết không thì chúng ta nhiều khi phát âm sẽ còn sai, hoặc là chúng ta chỉ đọc không thì có thể viết ra chúng ta sẽ bị viết thiếu chữ cái trong từ đó. Thế nên là khi các bạn học thì các bạn nên vừa viết vừa đọc ra nhé. Ngoài ra về thời gian học thì tốt nhất vẫn là vào sáng sớm, khi đầu óc chúng ta vẫn còn tỉnh táo nhất, thì mới ngủ dậy đầu óc rất là thư giãn thì chúng ta sẽ tiếp thu từ mới tốt hơn đấy. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào phần nội dung của bài. Trong bài học ngày hôm nay, tức là Sprache im Kurs, thì trong sách giáo trình tiếng Đức Studio 21 A1 trang 33, người ta sẽ đưa ra cho chúng ta 18 từ vựng liên quan đến chủ đề Sprache im Kurs. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi lên bảng xem 18 từ vựng đó là gì nhé. Trên bảng cô đã ghi ra 18 danh từ được sử dụng trong bài học Sprache im Kurs ở trang 33 sách giáo trình tiếng Đức Studio 21A1. Bây giờ chúng ta hãy cùng đọc những cái danh từ này lên nhé. Đầu tiên thì cô đã ghi theo 3 cột, giống đực, giống cái và giống chung. Bây giờ chúng ta sẽ đọc đầu tiên là danh từ giống đực. Der Tisch là cái bàn. Der Stuhl là cái ghế. Der Füller là bút mực. Der Kuli, bút bi. Der Bleistift, bút chì. Der Radiergummi, cục tẩy. Der Becher, cái cốc. Như các bạn thấy thì ở đây cô đã nhóm cái bàn và cái ghế với nhau. Bút mực, bút bi, bút chì, cục tẩy với nhau. Không phải ngẫu nhiên cô ghi như thế này. Đây cũng là một trong những cách mà cô học thuộc giống của danh từ. Đó là cô sẽ ghi những cái từ mà có liên quan đến nhau thì sẽ nhóm thành một cụ. Nếu mà những cái từ đấy mà cùng giống nữa thì càng tốt, đúng không? Rồi, đầu tiên là cái bàn và cái ghế đều là giống đe. Khi các bạn nhớ được giống của cái bàn thì các bạn sẽ tự suy ra cái ghế nó cũng sẽ là giống đực. Rồi, tiếp theo đó là ba loại bút, bút mực, bút bi, bút chì đều là giống đe. Chúng ta nhớ giống của một cái bút thôi là chúng ta sẽ suy ra được giống của ba cái bút còn lại. Từ bút chì thì sẽ có cục tẩy, đúng không? Cục tẩy chúng ta cũng là giống đe, tức là cô sẽ gộp bút mực, bút bi, bút chì và cục tẩy thành một nhóm. Tất nhiên là sẽ có những từ riêng lẻ, ví dụ như der Becher là cái cốc thì nó riêng lẻ, nó không đi với cái nhóm nào hết. Thì bắt buộc lúc này chúng ta phải tự học thuộc thôi. Rồi, tiếp theo là giống đi. Ở đây chúng ta có die Tafel là cái bảng đen. Die Brille là cái kính mắt. Die Tasche là túi sách. Die Landkarte là cái bản đồ. Tiếp đến là giống chung. Das Papier là tờ giấy. Das Heft, quyển vở. Das Buch, quyển sách. Das Wörterbuch, từ điển. Das Handy là điện thoại di động. Das Whiteboard là cái bảng trắng. Das Brötchen là bánh mì nhỏ. Ở đây các bạn cũng thấy là cô đang nhóm tờ giấy, quyển vở, quyển sách và từ điển với nhau. Thì các bạn thấy là bốn từ này đều là giống das thì cô sẽ nhớ là những cái mà có giấy giấy này, những cái từ ví dụ quyển sách, quyển vở, tờ giấy thì chúng ta sẽ là giống das. Rồi, tiếp theo là chúng ta có từ Wörterbuch, đây là một từ ghép. Thì chúng ta sẽ lấy giống của cái từ đằng sau, tức là giống của chữ das Buch để làm giống của cả cái từ này. Tức là Wörterbuch thì sẽ lấy giống của từ Buch, tức là das.
Rồi tiếp theo là Das Handy thì các bạn sẽ phải tự ghi nhớ. Chúng ta có từ Das Whiteboard là một từ mượn tiếng Anh. Thường thì những từ mượn tiếng Anh mà bê nguyên mẫu của tiếng Anh vào tiếng Đức thì chúng ta sẽ thường lấy giống là giống chung tiếng tiếng Das. Tất nhiên là sẽ có những một số trường hợp ngoại lệ, ví dụ như Der Computer, cái máy tính thì lại là giống Đức. Tiếp theo là Das Brötchen thì như vừa nãy cô đã nói, đó là những danh từ có đuôi chèn thì chúng ta sẽ là giống Das. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lại tất cả 18 cái danh từ này nhé. Der Tisch, der Stuhl, der Füller, der Kuli, der Bleistift, der Radiergummi, der Becher, die Tafel, die Brille, die Tasche, die Landkarte, das Papier, das Heft, das Buch, das Wörterbuch, das Handy, das Whiteboard, das Brötchen. Ở trên bảng 18 cái danh từ này hiện tại nó đang ở số ít, vậy thì số nhiều của những danh từ này sẽ như thế nào? Thì mời các bạn hãy cùng theo dõi lên bảng. Trên bảng cô đã ghi tất cả những số nhiều của các danh từ, 18 cái danh từ này cô đã chuyển về dạng số nhiều. Mời các bạn hãy quan sát lên bảng nhé. Từ der Tisch chúng ta sẽ thành die Tische, der Stuhl die Stühle, der Füller die Füller, der Kuli die Kulis, der Bleistift die Bleistifter, der Radiergummi die Radiergummis, der Becher die Becher, die Tafel die Tafel, die Brille die Brillen, die Tasche die Taschen, die Landkarte die Landkarten, das Papier die Papiere, das Heft die Hefte, das Buch die Bücher, das Wörterbuch, die Wörterbücher, das Handy, die Handys, das Whiteboard, die Whiteboards, das Brötchen, die Brötchen. Rồi các bạn có nhận xét gì ạ? Tất cả số nhiều thì nó đều sẽ đi với mạo từ đi. Và những cái số nhiều này thì như các bạn quan sát thì nó sẽ thường là không có một quy tắc nào hết. Thế nên là các bạn bắt buộc, ngoài việc các bạn học nghĩa của từ, học giống của từ, các bạn bây giờ phải học thêm cả số nhiều của từ. Tất nhiên thì mới đầu học thì các bạn sẽ có một chút khó khăn, nhưng mà các bạn chỉ cần các bạn học nhiều lên, các bạn đọc nhiều, viết nhiều thì cái việc này cô nghĩ là nó cũng không quá khó đâu. Chúng ta hãy cùng cố gắng nhé. Như các bạn quan sát thấy, ngoài việc tất cả những số nhiều đều sẽ đi với mạo từ đi thì danh từ chúng ta sẽ có sự biến đổi. Ví dụ der Tisch thì chúng ta sẽ thêm chữ E ở số nhiều. Chữ der Stuhl thì chúng ta sẽ thêm umlaut ở U và thêm E ở cuối. Tức là nói chung là không có một quy tắc nào hết. Đến der Füller thì thành die Füller. Tức là lúc này từ Füller vẫn sẽ giữ nguyên, nhưng mà chúng ta đã có sự biến đổi từ der thành die. Tương tự ví dụ như từ der Becher cũng thành die Becher. Từ Becher thì đã giữ nguyên, vẫn giữ nguyên nhưng mà đã biến đổi từ der thành đi. Thế nên là các bạn sẽ không lo về việc các bạn sẽ bị nhầm giữa giống cái và số nhiều. Bởi vì thường là những danh từ giống cái ấy, thì khi chuyển về số nhiều nó sẽ có sự biến đổi. Ví dụ như ở đây thêm n, đây bốn từ này của chúng ta đều thêm n. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lại một lần nữa nhé. Der Tisch, die Tische. Der Stuhl, die Stühle. Der Füller, die Füller. Der Kuli, die Kulis. Der Bleistift, die Bleistifter. Der Radiergummi, die Radiergummis. Der Becher, die Becher. Die Tafel, die Tafeln. Die Brille, die Brillen. Die Tasche, die Taschen. Die Landkarte, die Landkarten. Das Papier, die Papiere. Das Heft, die Hefte.
Das Buch, die Bücher. Das Wörterbuch, die Wörterbücher. Das Handy, die Handys. Das Whiteboard, die Whiteboards. Das Brötchen, die Brötchen. Chúng ta vừa học xong 18 danh từ chỉ đồ vật trong khóa học. Vậy khi các bạn đang ở trong khóa học mà các bạn muốn biết một cái đồ vật nào đó có tiếng Đức là gì thì các bạn sẽ lúc này chúng ta sẽ đặt câu hỏi. Vậy những câu hỏi đó là như thế nào? Bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn lên bảng. Chúng ta sẽ có một số câu mẫu sau đây nhé. Trên bảng cô đã viết ra 6 câu mẫu dùng để hỏi về đồ vật trong khóa học tiếng Đức. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu 6 cái câu này cụ thể là gì nhé. Đầu tiên, wie heißt das auf Deutsch? Và was ist das auf Deutsch? Hai câu này đều có nghĩa là cái từ cái này trong tiếng Đức là gì. Ví dụ bây giờ cô chỉ vào cái bảng này rồi cô nói là wie heißt das auf Deutsch? Tức là cô đang hỏi là cái bảng này trong tiếng Đức nghĩa là gì. Rồi tiếp theo là Entschuldigung, wie bitte? Khi mà người ta đã nói cái từ đấy ra rồi nhưng mà các bạn có thể là các bạn nghe chưa rõ thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng câu Entschuldigung, wie bitte? Tức là xin lỗi, cái gì cơ? Tức là mày hãy nói lại đi ấy. Thì bên cạnh đó thì chúng ta cũng có một câu như là Das verstehe ich nicht. Können Sie das bitte wiederholen? Tức là tôi thì không hiểu cái này. Ngài có thể lặp lại được không? Chúng ta có động từ wiederholen tức là lặp lại. Verstehe là hiểu, nicht là không, tôi không hiểu cái điều đó, ngài có thể nói lại được không? Thì hai câu này sau khi ví dụ như là các bạn hỏi người ta là wie heißt das auf Deutsch, người ta trả lời rồi nhưng mà các bạn vẫn không hiểu thì các bạn có thể sử dụng một trong hai câu này. Rồi, wie bitte lặp lại được không, hoặc là können Sie das bitte wiederholen cũng là ngài có thể lặp lại được không? Rồi, khi mà người ta lặp lại rồi nhưng mà có thể các bạn đã biết cách đọc rồi nhưng mà các bạn muốn biết cách viết của cái từ đấy như thế nào thì chúng ta sẽ hỏi một trong hai câu sau. Das verstehe ich nicht, hoặc là các bạn có thể bỏ qua cái hai cái câu này, bỏ qua cái câu đầu tiên. Chúng ta sẽ hỏi luôn câu đằng sau. Können Sie das bitte buchstabieren? Buchstabieren tức là đánh vần. Hoặc là Können Sie das bitte anschreiben? Anschreiben tức là viết, viết ra. Tức là khi mà người ta đã đọc rồi, chúng ta nghe, chúng ta có thể nói được rồi nhưng mà chưa chắc chúng ta đã viết đúng thì chúng ta sẽ muốn họ một là đánh vần hay là viết ra để chúng ta có thể biết được cái từ đấy cụ thể trông nó như thế nào. Rồi bây giờ chúng ta cùng đọc lại một lượt nữa 6 câu mẫu nhé. Wie heißt das auf Deutsch? Was ist das auf Deutsch? Entschuldigung, wie bitte? Das verstehe ich nicht. Können Sie das bitte wiederholen? Können Sie das bitte buchstabieren? Hoặc là Können Sie das bitte anschreiben? Rồi chúng ta sẽ thử. Rồi bây giờ cô giơ cái điện thoại này lên, sau đó cô sẽ hỏi Wie heißt das auf Deutsch? Rồi cái điện thoại chúng ta vừa đọc là gì ạ? Vừa học Das Handy. Wie bitte? Entschuldigung, wie bitte? Das Handy. Das verstehe ich nicht. Können Sie das bitte buchstabieren? Lúc này chúng ta sẽ đánh vần từ điện thoại là gì ạ? H-A-N-D-Y. Was ist das auf Deutsch? Das Heft. Das verstehe ich nicht. Können Sie das bitte wiederholen? Das Heft. Können Sie das bitte anschreiben? Das Heft. Rồi, vậy là chúng ta vừa học xong câu mẫu để hỏi xem những cái đồ vật này trong tiếng Đức là gì. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo, cũng là phần cuối cùng của bài học ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tìm hiểu về ba dạng mạo từ trong tiếng Đức.
Rồi, ba loại mạo từ trong tiếng Đức hôm nay cô muốn giới thiệu với các bạn bao gồm Der bestimmte Artikel, tức là mạo từ xác định. Der unbestimmte Artikel, tức là mạo từ không xác định. Và Verneinung mit kein, tức là phủ định với kein, tức là mạo từ phủ định. Cụ thể như sau, cô muốn nhắc lại là trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ học về cách 1, tức là chúng ta chỉ sử dụng cách 1 cho những mạo từ này. Và cách 1 tức là chủ ngữ cách. Ở cách 1 thì mạo từ xác định sẽ là der, die, das và số nhiều là die. Chúng ta có ví dụ der Kuli, die Winler, das Handy, die Bücher. Rồi, khi chuyển sang dạng không xác định thì chúng ta sẽ có der Kuli thành ein Kuli, der Winler thành eine Winler, das Handy thành ein Handy và die Bücher thành Bücher. Tức là dạng không xác định thì sẽ không có số nhiều, mạo từ số nhiều. Thế nên là chúng ta sẽ vứt bỏ mạo từ ở đây đi và chúng ta sẽ chỉ ghi mỗi cái danh từ số nhiều thôi. Rồi tiếp theo là phủ định với kein. Der Kuli, ein Kuli, kein Kuli. Cách đơn giản nhất đó là các bạn sẽ viết nó giống như cái mạo từ không xác định này, sau đó chúng ta thêm chữ kha vào đằng trước. Rồi, der Kuli, ein Kuli, kein Kuli. Die Winler, eine Winler, keine Winler. Das Handy, ein Handy, kein Handy. Die Bücher, Bücher, keine Bücher. Rồi các bạn quan sát thấy là ở dạng cách 1, chủ ngữ cách thì chúng ta sẽ thấy là mạo từ phủ định ở giống đe, ở giống đực và giống chung sẽ giống nhau, ở giống cái và số nhiều sẽ giống nhau. Rồi, vậy mạo từ xác định là gì? Mạo từ xác định sẽ là những cái từ chúng ta dùng để chỉ những cái gì đó cụ thể đã được biết đến rồi. Mạo từ không xác định sẽ dùng để chỉ những cái gì đó chung chung và chưa được biết đến. Người nghe chưa nghe đến bao giờ, chưa được biết đến, lần đầu tiên nhắc đến. Còn từ kai, tức là mạo từ phủ định thì sẽ được sử dụng để phủ định cho những cái danh từ đi kèm với mạo từ không xác định hoặc là những danh từ không đi kèm mạo từ. Thì chúng ta sẽ sử dụng từ phủ định với kai. Ok, nghe thì có vẻ hơi trừu tượng một chút đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm một số ví dụ để các bạn hiểu rõ hơn về phần này nhé. Trên bảng cô có một ví dụ như sau. Is das ein Handy? Đây là một cái điện thoại à? Một cái điện thoại tức là một cái gì đó chưa xác định đúng không? Chưa xác định cụ thể là như thế nào, của ai. Is das ein Handy? Rồi vì nó chưa xác định, chưa biết có phải điện thoại không, thì người ta sẽ dùng mạo từ không xác định, tức là lần đầu tiên nhắc đến và người nghe chưa biết, thì chúng ta sẽ sử dụng mạo từ không xác định. Chúng ta có từ nai và ya. Nai có nghĩa là không và ya có nghĩa là có, vâng. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đọc cái câu này nhé. Nai das ist kein Handy. Das ist ein Buch. Không, đây không phải cái điện thoại, đây là một quyển sách. Lúc này chúng ta đang dùng phủ định và lại xuất hiện thêm ein Buch, tức là lần đầu tiên chúng ta nhắc đến cái quyển sách nên chúng ta cũng sẽ vẫn phải sử dụng là mạo từ không xác định. Còn việc chúng ta đang phủ định nó không phải cái điện thoại thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng mạo từ phủ định là kein. Rồi, còn câu bên dưới, ja, das ist das Handy von Anna. Vậy thì tại sao ở dưới cô lại sử dụng từ das Handy? Đó là gì? Đó là do người ta đã biết được đây là cái điện thoại của một người tên là Anna. Tức là cái điện thoại này đã xác định rồi, thì nó là điện thoại của Anna, người ta đã biết rồi. Thế nên là chúng ta sẽ sử dụng là mạo từ xác định. Rồi, cô sẽ cho các bạn thêm một ví dụ nữa để các bạn có thể rõ hơn nhé. Rồi, trên bảng chúng ta tiếp tục có một ví dụ như sau. Is das eine Brille? Nein, das ist keine Brille. Das ist ein Kuli. Ja, das ist die Brille von David. Tức là, đây là một cái kính à?
chúng ta nhắc đến cái kính lần đầu tiên nên chúng ta sẽ sử dụng là mạo từ không xác định, einer. Rồi, nein, that is keine Brille, vì chúng ta phủ định nó không phải là cái kính, nên chúng ta sẽ dùng mạo từ phủ định. Das ist ein Kuli, nó là một cái bút bi. Chúng ta nhắc đến cái từ bút bi lần đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng là mạo từ không xác định. Rồi, tiếp theo, nếu chúng ta trả lời là đúng rồi, ja, das ist die Brille von David. Von David tức là của David. Vậy là cái kính này nó đã xác định là của David, thế nên chúng ta sẽ dùng mạo từ xác định là die, die Brille von David. Rồi, và để chúng ta củng cố thêm kiến thức của bài học ngày hôm nay thì bây giờ chúng ta hãy cùng làm một bài tập nho nhỏ nhé. Trên bảng là một bài tập nhỏ, bây giờ chúng ta hãy cùng làm. Câu đầu tiên chúng ta có câu is das Kuli. Ja, das ist Kuli von Anna. Rồi, Kuli, từ Kuli chúng ta, các bạn hãy nhớ lại xem Kuli chúng ta là nó ở giống gì, giống đực, giống cái hay giống chung. Rồi, Kuli sẽ là giống đực. Mà lần đầu tiên nhắc đến thì chúng ta phải sử dụng mạo từ không xác định. Mạo từ không xác định của giống đực chúng ta vừa học thì sẽ là từ gì ạ? Từ ai? Ja, das ist Kuli von Anna. Tức là cái bút bi của Anna. Thì bút bi của Anna đã là xác định chưa? Tất nhiên đã là xác định rồi. Thế nên đã xác định rồi thì chúng ta lúc này sẽ phải sử dụng mạo từ xác định. Der Kuli. Câu 2. Ist das Handy? Lần đầu tiên nhắc đến từ Handy thì sẽ phải là mạo từ không xác định. Và Handy là giống gì? Giống chung. Mạo từ không xác định ở giống chung sẽ là I Handy. Ja, das ist Handy von David. Cũng là một từ đã xác định. Von David, cái điện thoại của David. Das Handy von David. Câu 3. Ist das Buch? Ja, das ist Buch von Frau Schiller. Thì tương tự như câu trên, Buch là lần đầu tiên nhắc đến, phải là mạo từ không xác định. Tiếp đến là Buch là giống, giống chung. Chúng ta có Ist das ein Buch? Ja, das ist Buch von Frau Schiller. Bút của bà, quyển sách của bà Schiller. Thì chúng ta sẽ là mạo từ xác định Das Buch von Frau Schiller. Rồi, tiếp theo, Ist das Brille? Brille là cái kính. Lần đầu tiên nhắc đến thì chắc chắn cũng phải là mạo từ không xác định. Cái kính là giống gì? Giống đi. Mạo từ không xác định là giống đi, chúng ta có từ eine. Nein, das ist phủ định đúng không? Không, nó không phải là cái kính. Keine Brille, tức là các bạn chỉ cần bê nguyên cái từ IN này sang bên này, thêm chữ K vào đằng trước, chúng ta sẽ có từ Keine. That is keine Brille. That is Lancaster. Lancaster là giống, giống đi. Lần đầu tiên nhắc đến sẽ là mạo từ không xác định. Nó là một cái bản đồ. Câu cuối cùng, Ist das Becher? Lần đầu tiên nhắc đến, mạo từ không xác định. Becher là giống gì ạ? Giống đực. Đe thì chúng ta sẽ là ein Becher. Nein, das ist Papier. Rồi các bạn cẩn thận không chúng ta sẽ nhầm nhá. Nếu ở đây là nein, das ist Becher thì chúng ta mới sử dụng mạo từ phủ định. Nhưng ở đây là Papier, một từ hoàn toàn khác. Và lần đầu tiên nhắc đến thì là mạo từ không xác định. Papier là giống das, tức là giống chung. Thì bây giờ sẽ thành mạo từ không xác định ở giống chung sẽ là ein. Nein, das ist ein Papier. Mọi người cùng đọc lại một lượt nha. Ist das ein Kuli? Ja, das ist der Kuli von Anna. Ist das ein Handy? Ja, das ist das Handy von David. Ist das ein Buch? Ja, das ist das Buch von Frau Schiller. Ist das eine Brille? Nein, das ist keine Brille. Das ist eine Landkarte.
Ist das ein Becher? Nein, das ist ein Papier. Vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Hy vọng các bạn đã có một buổi học vui vẻ và bổ ích. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Tschüss!